Xin được cảm ơn, xin gửi lời chào một đứa thật đó anh em, và trở lại video clip buổi tối ngày hôm nay. Bên em tiếp tục lên sóng giới thiệu đến các anh em một cặp loa bãi Mỹ PV 3 đường tiếng, cặp loa của em mua đen 1210DL nhá, cấu hình 1 bass 30, 1 trung 25 và 1 tép ken. Chất âm quá tuyệt vời các bác, loa tình trạng đẹp nguyên zin các bác nhá. Bass 30, 1 trung 25 nè, 1 tép ken này. Loa đẹp nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Bao chất, bao nguyên zin, bao đẹp cho các bác anh em cặp loa Mỹ xịn PV 1210DL. Cặp này các bác có thể phối ghép với những chiếc âm ly 203506 các bác nhá. Đẩy không cần đẩy dòng công suất lớn. Chiều cao kích thước thùng khoảng 8/50 một chút, 80. Bề ngang khoảng 40, sâu 28 cm. Qua cảm nhận chất âm của em nó phải nói là cực chất các bác nhá. Vâng, với mức giá đầu tư rất hợp lý, 10.500.000 bao ship toàn quốc cho các anh em một cặp loa Mỹ xịn PV 3 đường tiếng 1210DL. Vùng cao nguyên đất đỏ, trời lạnh với sương mù, hương bên anh vượt đường xa. Vâng, chất âm PV nghe là nghiền các bác nhá. Mưa vẫn bay mà lòng anh vẫn say. Bảo đảm các bác anh em cảm nhận chất âm của PV nó quá tuyệt vời các bác. Gặp anh trong phút này là mừng trong